Vừa qua, vụ việc một nhóm người đi mô tô chạy ngược chiều khi vào khu vực phà Cát Lái rồi xảy ra xô xát với người dân đã gây bức xúc dư luận. Ngay sau đó, lãnh đạo huyện Nhân Trạch cho biết đã mời được một vài người trong nhóm mô tô gây náo loạn ở phà Cát Lái lên làm việc. Tuy nhiên, những người còn lại hiện vẫn chưa hợp tác. Tối 24 tháng 8, bà Nguyễn Thị Hương Giang, Chủ tịch UBND huyện Nhân Trạch, Đồng Nai cho biết hiện vẫn đang tích cực chỉ đạo lực lượng công an huyện xác minh danh tính tất cả những người trong đoàn mô tô phân khối lớn chạy ngược chiều, làm náo loạn phà Cát Lái vào chiều 20 tháng 8. Theo bà Hương, hiện công an huyện Nhân Trạch đã xác định được danh tính và mời được một số người trong nhóm mô tô nói trên. Tuy nhiên, nhóm này rất đông và phức tạp nên phần lớn còn lại vẫn chưa đến làm việc. Bà Hương chia sẻ để mời được những người còn lại trong nhóm này lên làm việc, cơ quan điều tra phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ vì những người này hiện cũng đã chạy tứ tán hết rồi. Trong khi đó, ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Cát Lái cho biết hiện đã phối hợp cung cấp toàn bộ thông tin và clip ghi lại sự việc cho Công an huyện Nhân Trạch phục vụ công tác xác minh xử lý. Sau khi vụ việc xảy ra, trên mạng xã hội xuất hiện người tên là Nguyễn Duy Khở, tự nhận là người chịu trách nhiệm dẫn nhóm người chạy mô tô nói trên, đã đăng một số bài viết kèm theo clip khẳng định việc nhóm này chạy ngược chiều là do nhân viên phà Cát Lái và công an viên hướng dẫn cho phép. Tuy nhiên, lãnh đạo Xí nghiệp Quản lý phà Cát Lái thì nhận được thông tin không hề có chuyện nhân viên phà cho phép xe máy mô tô chạy ngược chiều xuống phà.